Ngày hôm qua tôi bị gãy chân nè. Đây nè. Ngày hôm qua tôi bị té chân. Tôi đi xe ngoài đường thì bị xe của người ta vượt đầu nên tôi bị ngã xuống đường. Và tôi phải đi bệnh viện chụp phim xem có bị sao hay không. Đi ra ngoài tôi ơi. Về lấy cái chai nè. Nè. Này tôm bị té nè, đi chụp phim nè, rồi đi ra Mỗi về thôi. Sao? Tôm này bị té xe, phải đi chụp phim. Thôi cái chân về bà để bác sĩ khám cái chân xem đã rồi mới về. Hả? Không sao đâu. Không sao đâu, đi lên đây ngồi. Xong rồi đó, để cho bác sĩ khám rồi là xong. Rồi. Đây tôm bị té xe nên phải đi chụp phim. Sao đấy nha tôm? Tôm bị té xe nên phải đi khám. Thấy không? Đó. Thấy cái chân không? Đây này ba coi nè. Chân của tôm đó. Không bị sao hết. Thôi đi về thôi.